Rồi bạn ơi, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để collab Anorak và nhận được 8 đồng token 1 group. Một số thông tin về đồng token 1 group này. Các tổng công phát hành chỉ có 300.000 thôi. Và đã có 1.026 được đọc vào đây. Đã phát sinh 3.116 được thôi vừa. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website collab.anorak.net. Link truy cập website được mình được ở dưới mô tả ở đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai những cái chữ website cho mình. Bước 1 các bạn sẽ tắt các bạn có thể sử dụng bước copy các tác hành ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Food và đáp thử các bạn nhé. Các bạn sẽ làm thêm được các cần là ví rất là nhiều. Như vậy các cần là 1 nút các cần là nhận nhất tiếp theo và thêm các cần. Sau khi đã thêm được việc sử dụng các cần là ví các bạn quay trở lại bước 2 của nó mà đó các thứ nhất các bạn mở và các bạn bắt đầu bước 2 thì khi tập vào lên các sai tướng thì nhận được các nhé. Rồi các bạn kéo xuống vào bên dưới này thì ở đây bạn có thể bảo là cái vốn ở đây là 0.01 và cái đồng đây là mê của mua cái đồng cấp phần này để hơn và tích chữ và cơ hội cho lần tài khoản này. Các bạn đang làm này các bạn rất là phần này rất là nhiều. Đây phần của tôi viết các bạn đọc tiếp theo và cái lỗi khi ra là 0.00548 đây là đây nhé, các bạn nhắc cái lỗi cho mình nhé. Rồi đây là trang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Lam Đại Gáp cho biết để cập nhật những dự án lỗi hút phần thưởng tất cần mới nhất được để mình đã test cho nó rất là ngon. Và nếu bạn chưa tạo qua tài khoản của mình đây thì các lần bạn đã phải vào đây đăng ký để hưởng 10% phí giao dịch tại đây này và nhiều tài khoản giao dịch các khoản khác. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để khả năng nhận được các phần đồng các phần một phần lúc thì các bạn có thể ủng hộ thêm các đăng ký kênh để được thêm thông báo và cập nhật những video mới nhất. Xin được cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.